Sáng ngày 17 tháng 6, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đến Bệnh viện Bưu điện thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ tới các nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại nhà số 207 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai. Vụ cháy xảy ra vào tối ngày 16 tháng 6 đã khiến 4 người tử vong. Thăm hỏi động viên người bị thương là ông Nguyễn Đình S, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã gửi lời thăm hỏi của Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng tới gia đình nạn nhân. Ông S là chủ hộ may mắn thoát được khỏi đám cháy, nhưng có bốn người thân của ông S đã tử vong. Tại bệnh viện, bà Tuyến cũng đã trực tiếp trao hỗ trợ của thành phố là 50 triệu đồng với nạn nhân tử vong và 30 triệu đồng với người bị thương cho gia đình nạn nhân đang điều trị. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trích từ Quỹ cứu trợ thành phố, hỗ trợ 5 triệu đồng với mỗi trường hợp tử vong, 3 triệu đồng với mỗi trường hợp bị thương trong vụ cháy. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 16 tháng 6, làm 4 nạn nhân tử vong, gồm bà NMH, 53 tuổi, cháu NDDS, 11 tuổi, cháu NTA, 6 tuổi và cháu NZK, 2 tuổi. Ba người còn lại trong căn nhà tự thoát nạn ra ngoài, gồm chủ nhà là ông Nguyễn Đình S, sinh năm 1965, con trai chủ nhà là Nguyễn Tiến Giờ, sinh năm 1996, con gái của chủ nhà là Nguyễn Thị Hương T. sinh năm 1991. Đêm ngày 16 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký văn bản chỉ đạo Giám đốc Công an thành phố chủ trì phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân và xử lý theo quy định của pháp luật nếu có. Khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6, hỏa hoạn xảy ra tại tầng 4 của ngôi nhà nằm trên phố Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, khói đen lan khắp căn nhà cao 6 tầng một tôm. Công trình xảy ra cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh vật tư điện nước. Quy mô công trình cao 6 tầng một tôm, diện tích mặt bằng khoảng 80 m2, bên trong nhà có một thang bộ hở và một thang máy. Tầng 1 là nơi kinh doanh, tầng 2, tầng 3 là kho chứa hàng hóa, tầng 4, tầng 5 là phòng ngủ của gia đình, tầng 6 là bếp và phòng khách, tầng tum là phòng thờ và sân phơi. Ông Nguyễn Tiến Dũng, 60 tuổi, sinh sống ở nhà kế bên cho biết, khi phát hiện ra khói lửa bùng lên, nhiều người đã dùng gạch đá bố tạ để phá cửa sổ nhằm giải cứu các nạn nhân. Ông Nguyễn Tiến Dũng kể, tôi thấy cánh tay thò ra kêu cứu ở tầng 4, sau đó di chuyển lên tầng 5. Mọi người ở bên ngoài dùng mọi vật dụng như là gạch đá bố tạ để phá cửa sổ, nhưng rất khó khăn cửa sổ của căn nhà có ba lớp, lớp kính cường lực ở bên ngoài, lớp lưới chống côn trùng ở giữa và song sắt kiên cố ở bên trong. Việc cửa sổ quá kiên cố khiến mọi nỗ lực giải cứu các nạn nhân đều bất thành. Một nguyên nhân khác khiến công tác cứu nạn người mắc kẹt gặp nhiều khó khăn là mặt trước của ngôi nhà được lắp biển quảng cáo từ tầng 1 đến tầng 4. Đặc biệt, tại tầng 6 của ngôi nhà được quây kín bởi kính cường lực. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phải rất vất vả để phá kính nhưng không thành. Từ tầng 1 đến tầng 3 của căn nhà, hàng hóa bịt kín lối ra vào và cầu thang bộ lên xuống, khiến việc tiếp cận đám cháy từ lối này gặp nhiều khó khăn. Ông Bùi Xuân Thái, chuyên gia Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Việt Nam cho biết, nhà ở hoặc nhà ở kết hợp kinh doanh tại nhiều khu đô thị lớn ở nước ta có đặc thù là được xây dựng dạng nhà ống, các nhà ống này có một lối thoát nạn qua cầu thang bộ thông giữa các tầng và thoát ra ngoài qua cửa chính tại tầng 1. Bên cạnh đó, trong các nhà ống có thể sử dụng lối ra ban công, lối lên sân thượng hoặc là lối lên mái để thoát sang nhà hoặc công trình liền kề. Chuyên gia đến từ Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Việt Nam phân tích, vì lý do an ninh nên các hộ gia đình thường trang bị nhiều lớp cửa tại cửa chính ở tầng 1. Các lối thoát nạn khẩn cấp cũng được trang bị các khung sắt kiên cố tạo thành các lồng bảo vệ. Ông Thái cho rằng, trường hợp ngôi nhà xảy ra sự cố cháy nổ, chính những lớp cửa và lồng sắt này sẽ khiến cho người ở bên trong gặp khó khăn trong việc thoát nạn hoặc là không thể thoát ra ngoài. Ông Thái nói để đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, người dân cần lưu ý đảm bảo bố trí đủ hai lối thoát nạn, gồm cửa ra vào chính và lối thoát nạn khẩn cấp bên trên như lối ra ban công, lối lên sân thượng hoặc là lối lên mái ngoài ra người dân cần trang bị bình chữa cháy sách tay trong nhà đặt nơi thuận tiện dễ thấy dễ lấy và hướng dẫn cho tất cả thành viên sử dụng thành thạo bình chữa cháy kể cả trẻ em nếu có điều kiện thì trang bị hệ thống báo cháy thang dây dây hạ chậm mặt nạ phòng khói trong nhà tuyệt đối không cất chịu hóa chất dễ cháy nổ như xăng dầu ông thái nhấn mạnh các đồ đạc vật dụng trong nhà phải được bố trí một cách khoa học để không làm cản trở các lối thoát nạn Khoảng 18 giờ 22 phút ngày 16 tháng 6, hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà trên làm 4 người thiệt mạng. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, khói đen lan khắp căn nhà cao 6 tầng một tum. Một số người đang bán hàng từ tầng 1 đến tầng 3 của căn nhà đã nhanh chóng chạy ra ngoài, còn 4 người bị mắc kẹt ở tầng cao. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã phải điều động 12 xe chữa cháy cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa nhiều mũi tiến công vây hãm lửa cũng được triển khai. Tuy nhiên, khi đám cháy được khống chế, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể gồm ban NMH sinh năm 1971 và ba cháu nhỏ là NDDS sinh năm 2013, NTA sinh năm 2018, NDK sinh năm 2022. Vì tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà chất kín hàng hóa, gồm sơn, keo, máy bơm, vật liệu xây dựng nên gây khó khăn cho việc thoát nạn và công tác chữa cháy cứu nạn cứu hộ. Theo người dân sinh sống tại đây, bên trong nhà có một hệ thống thang máy và thang bộ, tuy nhiên ở lối thang bộ cũng xếp kín hàng hóa. Vụ cháy này có điểm tương đồng với vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã cướp đi sinh mạng của 14 người. Theo báo cáo khi đó, căn nhà được xây dựng trên khu đất rộng hơn 200 m2, nằm sâu trong ngõ cách mặt phố khoảng 200 m. Trên khu đất xây nhà 2 tầng một tum và một nhà 3 tầng để gia chủ ở kết hợp cho thuê trọ, phần sân rộng khoảng 55m2 và tầng 1 được dùng để sửa chữa xe điện. Ở nhiều thời điểm, sân và tầng 1 ngôi nhà nhiều xe cộ, bình ắc quy và các dụng cụ sửa xe để kín lối đi liên quan đến vấn đề này ông bùi xuân thái chuyên gia của hiệp hội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ việt nam cho biết phần lớn các nhà ở kết hợp kinh doanh hiện nay đều tận dụng cầu thang mặt tiền nhà hoặc là các tầng thấp làm nơi để hàng hóa ông bùi xuân thái nói việc sắp xếp hàng hóa kín cầu thang tầng nhà vô hình chung đã bịt kín lối thoát nạn sinh tử của nạn nhân cũng theo ông Thái, người dân cần lưu ý các vấn đề khi xây dựng và bố trí đồ đạc sinh hoạt, cần đảm bảo bố trí đủ hai lối thoát nạn gồm cửa ra vào chính và lối thoát nạn khẩn cấp bên trên như lối ra ban công, lối lên trên sân thượng hoặc lối lên mái, ông nhấn mạnh. Các hộ dân cần trang bị bình chữa cháy sách tay trong nhà, đặt ở nơi thuận tiện, dễ thấy, dễ lấy và mọi thành viên đều biết sử dụng thành thạo. Nếu có điều kiện thì trang bị hệ thống báo cháy sớm, thang dây, dây hạ chậm, mặt nạ phòng khói trong nhà. Ông Thái khuyên cáo tuyệt đối không cất chữ hóa chất dễ cháy nổ, không để các hàng hóa vật dụng đồ dùng dễ cháy gần nguồn lửa, nguồn nhiệt. Bố trí đồ đạc vật dụng trong nhà một cách khoa học để không làm cản trở các lối thoát nạn trong nhà. Chiều tối ngày 16 tháng 6 đã xảy ra vụ cháy căn nhà 6 tầng trên phố Định Công Hạ khiến 4 bà cháu tử vong. Theo người dân quanh khu vực cho hay, khoảng hơn 18 giờ, họ phát hiện có khói đen bốc ra từ khu vực tầng 4 của ngôi nhà 6 tầng ở số 207 phố Định Công Hạ, rồi khói nhanh chóng bốc lên các tầng cao của ngôi nhà. Chị N, 39 tuổi, sống gần khu vực hiện trường vụ cháy cho biết, vào thời gian trên, chị nghe thấy tiếng chi hô kêu cứu tại căn nhà 6 tầng ở phố Định Công Hạ. Sau đó, chị chạy ra ngoài mặt phố kiểm tra thì phát hiện ngôi nhà này đang bốc cháy dữ dội. Chị N kể, Thời điểm đó, khói kèm lửa bốc lên nghi ngút. Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng kêu cứu, trong đó có cả tiếng trẻ con. Khoảng 10 phút sau, có hai người trên mái nhà vẫy tay kêu cứu. Thông tin từ công an Hà Nội cho biết, khoảng 18 giờ 22 cùng ngày, trung tâm thông tin chỉ huy công an thành phố nhận tin báo cháy nên đã điều động gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Ngôi nhà bị cháy được xác định là cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, cao 6 tầng, một tum, diện tích mặt bằng khoảng 120m2, có một thang bộ, một thang máy. Mặt tiền giáp phố định công hạ, chiều rộng thông thủy khoảng 6m. Các chiến sĩ lực lượng phòng cháy chữa cháy đã tiếp cận ngôi nhà theo hai hướng. Ở hướng mặt tiền, nhiều chiến sĩ sử dụng vòi rồng phun nước trực tiếp và ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội. Ở hướng phía sau, lính cứu hỏa mặc bảo hộ chuyên dụng leo lên mái 3 tầng của căn nhà bên cạnh sau đó tiếp cận bên trong ngôi nhà cháy để tìm kiếm người mắc kẹt. Trong quá trình chữa cháy, có nhiều người dân cũng hết sức hỗ trợ để tiếp cận hiện trường. Đến 19h30 phút, đám cháy đã được khống chế và 20h đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm sơ bộ, các lực lượng đã phát hiện 4 thi thể trong căn nhà 6 tầng bị cháy. Danh tính các nạn nhân được xác định là bà MNH sinh năm 1971, cháu NDDS sinh năm 2013, NDK sinh năm 2022 và NTA sinh năm 2018. Hiện công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Vụ cháy ngôi nhà 6 tầng ở số 207 phố Định Công Hạ, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội diễn ra vào tối ngày 16 tháng 6, khiến 4 người tử vong, khiến nhiều người không khỏi xót xa. Các nạn nhân được xác định là bà NMH sinh năm 1971 và ba cháu nhỏ tên là NDDS sinh năm 2013, NTA sinh năm 2018, NZK sinh năm 2022. Theo những nhân chứng chứng kiến vụ cháy kể lại, họ không khỏi bàng hoàng khi vụ cháy lớn xảy ra. Cô Trịnh Minh Kim cho biết, khoảng 6 giờ 15 phút, thấy còi rú của công an phường, tôi chạy ra đường thì phát hiện đám cháy đang rất lớn. Thấy bọn trẻ trong đám cháy vẫy tay cầu cứu, nhưng ở trên tầng 5 nên người dân không thể lên cứu được. Đám cháy lớn, khói đen bốc ra từ tầng 5, tầng 6. Anh Trần Văn Định là hàng xóm của ngôi nhà xảy ra cháy chia sẻ, khi tôi đang ở trong nhà, anh trai gọi điện báo anh đang ở ngoài dập cháy, nhà còn có hai cháu nhỏ, tôi chạy ra coi thì anh đang ở tầng 3 nhưng không lên được tầng 4 vì quá nóng phải chạy xuống. Cũng có mặt tại hiện trường xảy ra vụ cháy và tham gia cứu giúp các nạn nhân, anh Nguyễn Quý Thiết cho biết vì không có thang nâng trong khi căn nhà 6 tầng quá cao, khói bốc ra nghi ngút nên rất khó để leo lên cứu giúp. Ngôi nhà cao 6 tầng một tum là nơi sinh sống của 5 người trong gia đình, ba người lớn, hai trẻ em. Thời điểm xảy ra vụ việc có thêm một người cháu được gửi đến ở cùng, được biết các nạn nhân đều là người thân bên nội ngoại gia đình sống tại ngôi nhà. Theo tìm hiểu, ngôi nhà vừa là nơi gia đình để kinh doanh kết hợp với ở, trong đó tầng 1, tầng 2, tầng 3 kinh doanh các mặt hàng điện nước, các tầng trên gia đình sinh hoạt, nhà có một thang máy và một lối thang bộ. Trước đó vào khoảng 18 giờ 22 phút, cơ quan công an nhận tin báo cháy nhà dân tại khu vực tầng 4 tại số nhà 207 Định Công Hạ. Nhận được thông tin, công an thành phố đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố, công an các quận Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hoàn Kiếm, cảnh sát 113, công an quận Hoàng Mai, công an phường Định Công với gần 100 cán bộ chiến sĩ cùng 12 xe chữa cháy, phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp với các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đến 21 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt, hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.